Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần thứ tư, phần chót bữa nay. Ngay bây giờ mình vẫn còn nói chuyện với một cái cô có nói về cái bệnh cái carpal tunnel syndrome, là cái dây thần kinh ở trong cái cổ tay mình nó bị ép. Thì bác sĩ Tim Lai sẽ chỉ sẽ dạy cổ này làm sao tặng mình làm mấy cái tập vật lý trị liệu ha. Nếu mà chị bị carpal tunnel đó thì có nhiều cái, thứ nhất là do công việc của mình, đa số là người trong cộng đồng Việt Nam mà bị làm neo đó thì bị đau tay. Còn trong cộng đồng Mỹ thì có nhiều mình đánh tay, đánh máy chữ, đánh keyboard đó. Rồi những cái bệnh mà tiểu đường, bệnh bướu cổ thấp đó cũng có thể là bị. Thì bị cái bệnh đó thì nó đè cái tay như vậy. Khi ban đêm nó thường thường nó bị tê hơn, là tại vì khi mình ngủ đó mình đè cái tay trên ngực của mình đó, nó cong như vậy này. Thì nó đè cái dây thần kinh ở này. Thì tiếng Việt Nam gọi là hội chứng ống cổ tay đó. Thì chị ban đêm, nếu mà chị bị đau ban đêm thì đi ngủ đó, mình đeo cái bao tay, nó có cái nẹp như vậy để mình khỏi cong cái tay lại. Mình làm những cái việc thì mình tránh, đừng có đưa lên tay xuống như vậy nhiều lần. Mình giữ cho cái tay nó thẳng. Khi mà có rảnh rỗi đó thì chị tập đó, thì mình đẩy cái tay ra ha, mình kéo, mình thẳng cái cánh tay ra, mình bẻ cái cổ tay lui đằng sau. Đếm từ 1 đến 15 giây, rồi mình đổi qua bên kia, từ 1 đến 15 giây. Mình làm như vậy 3 lần, thì để mà nó khỏi bị đè. Với là mình dùng cái banh đó, cái banh mà stress ball đó, thì mình bóp như vậy cỡ 5 giây mình thả ra. 5 giây mình thả ra, mình làm như vậy 10 lần, rồi mình đổi tay qua bên kia. Mỗi lần làm như vậy là mình bóp là 5 giây. Đừng có làm nhanh như vậy, nó không có hiệu quả. Thì hai cái bài tập đó thì mình có nhiều cái bài tập khác nữa, nhưng mà trước tiên là chị cố gắng tập hai cái bài tập đó. Rồi ban đêm thì mình đi ngủ đó, mình đeo cái nẹp như vậy. Ban ngày mình đeo được thì tốt, tại vì mà không đeo được thì ban ngày thì đeo ban đêm. Thì chị ngoài chích cái steroid ra thì nó chích thì nó vài tháng sau nó hết steroid thì nó lại bị lại. Cho nên cái chị tập những cái bài tập đó nó lâu dài, nó giúp cho chị lâu dài hơn. Dạ vâng. Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn hai bác sĩ thật nhiều ạ. Dạ, chào cô. Xin chào bác sĩ. Hồi nãy có một cô gọi vô mà tại mình kẹt telephone, nó xin cô gọi trở lại ha. Ngay bây giờ mình đứng chờ đó, thì mình sẽ nói trả lời về cái bệnh mà tại mình, tôi có rất nhiều thành viên mà làm nail. Việt Nam mình thì nail, còn bác sĩ Tim Lai nói Mỹ đó thì nó đánh máy, nó làm secretary đó thì nó bị cái bệnh mà carpal tunnel syndrome đó, rất nhiều người bị, mà nó là một cái bệnh kinh niên. Nhưng mà hồi nãy cái cô này có nói đó là cô mổ xong rồi mà vẫn còn đau. Thì mấy cái người mà bị kinh niên vậy đó thì bác sĩ Tim Lai hồi nãy đã khuyên rồi đó, là mình nên đi vật lý trị liệu, đặng họ dạy mình, đặng họ về, đặng mình về mình tập. Thành ra một lần nữa tôi nói đó, nếu mà mấy cái người mà cần đi vật lý trị liệu đó, mình nên đi vật lý trị liệu, đặng họ dạy mình viết xuống, đặng mình học hỏi, xong mình về mình tập ha. Hello, chị biết tên tuổi của câu hỏi. Hello. Hello. Dạ, yeah, chào cô. Cô hỏi dạ, đi cô. Dạ, chào bác sĩ. Dạ. Yeah. Tôi hỏi bác sĩ cái vụ mà dời leo mỗi tháng, rồi bác sĩ nói câu hỏi hơi dài. Phần thứ tư bác sĩ nói chị gọi lại đó. Vâng, chị gọi đi. Dạ, chị nói, chị hỏi đi cô. Dạ. Hello. Dạ, chị có hỏi đi. Nó hỏi bác sĩ nói hồi nãy nói mỗi tháng tôi đều bị dời leo đó. Dạ, tôi biết cô. Dạ, với lại hỏi nói ban đêm tôi ngủ mà tôi cảm thấy là cứ cái người nó cứ rung rung mà mình không có rung, mình cảm thấy giống như động đất vậy đó. Dạ. Nằm trên giường mà cứ cảm thấy là giống động đất vậy đó bác sĩ. Dạ. Hồi nãy hỏi bác sĩ nói câu hỏi dài quá, thành ra bác sĩ cúp rồi, bác sĩ nó phải gọi lại được. Phần thứ tư đó thì bác sĩ trả cho. Dạ, để tôi trả lời. Thường thường mấy cái người mà bị panic attack đó cô, rối loạn lên mà mình sợ hãi đó cô, thì tối đó mình ngủ đó thì có nhiều khi nó tự dựa, giống như cô cắt nghĩa đó, cô kể cho tôi đó, thì cái đó bác sĩ gia đình có cho uống thuốc về panic attack không cô? Bác sĩ
cho cái vô lót đó 50mg đó, mà uống thì nó bớt thôi mà nó vẫn còn bị đó bác sĩ. Mỗi lần mà cô bị panic attack cái tim nó có đập mạnh không cô? Không, cái tim thì không có, có đi coi bác sĩ tim rồi, bác sĩ tim nói cái đó không có liên quan tới tim. Có không? Nhưng mà mấy cái người mà thường thường họ lo lắng nhiều quá mà họ bị panic attack đó cô. Nó tiết ra cái chất, nó tiết ra cái chất adrenaline, cái chất đó nó làm tim đập mau lắm. Cô có thấy cảm giác gì không cô? À, mình hình như không phải nó đập từ cái tim mà nó làm như có khi nó rung rung tự trên đầu, có khi nó rung rung ở dưới mông, có khi nó rung rung ở dưới đùi vậy đó. Mà cái đó lúc mà chị ngủ thôi hả chị? Ban ngày nếu mà lúc trước chưa có uống cái Zoloft á thì nó bị ban đêm mà ban ngày nó cũng bị luôn. Dạ. Yeah. Mà mình không thấy nó rung, mình dòm cái ba thì mình không thấy rung, mà tôi bị rung ở bên trong á, mà lúc mà tôi không có uống thuốc á, nó rung như vậy nó làm tôi mệt. Dạ. Yeah. Làm cho mình cảm thấy mình bị mệt đó, nó ngày đêm luôn, cái cẳng đồ của mình yếu đi á. Bây giờ uống Zoloft thì nó bớt nhưng mà nó vẫn còn đó bác sĩ. Cái bệnh của cô này đó nó hơi rắc rối đó, là tại đó mình phải suy nghĩ là nó có làm khổ quá không? Nếu mà nó có bác, tôi bị vì thai lâu rồi bác sĩ, tại hồi mười mấy 20 năm trước thì tôi hay bị cái bệnh là stress đó. Yeah. Với lại bị anxiety đó thành ra bây giờ thì không có nữa. Yeah. Tại xưa tôi có đứa con nó bị overdose rồi nó cũng làm cho tôi bị stress đó. Yeah. Nhưng mà bây giờ đứa con nó mất rồi thì bây giờ tôi cũng 4-5 năm rồi, bây giờ tôi cũng rest nhiều lắm rồi nhưng mà tôi cũng không biết tại sao nó bị như vậy. Dạ, cái này tôi nghĩ đó, cô nên xin bác sĩ gia đình giới thiệu qua cho bác sĩ tâm lý cô. À, có, lúc trước cũng có coi bác sĩ tâm lý mười mấy năm rồi. Dạ. Rồi cũng coi, rồi lúc trước thì uống thuốc không được, rồi sau này bác sĩ tâm lý của tôi là ổng đi, ổng không làm nữa, thành ra tôi kiếm chưa có được bác sĩ khác á, thành ra tôi không có đi. Dạ. Thành ra bác sĩ gia đình có cho uống cái Zoloft đó. Dạ. Cái câu hỏi này trả lời rất là rắc rối và hơi dài đó, thì tôi nghĩ nếu cô có thì giờ tuần sau cô gọi trở lại, tại tôi muốn dành phần cho một người khác, họ đơn gọi ha. Cái câu hỏi này rất là hay. Tuần sau cô gọi trở lại ha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Dạ. Là rồi em bị kê hai cái từ cái bụng, kê cuốn đứa hai chân đi không được. Nói trở lại tôi nghe không được. À. Đã, em kê từ cái bụng cuốn đứa hai cái chân đi không được. Ok. Em tê từ cái lưng hay cái bụng? Từ cái bụng lái kê cuốn hai cái chân đi không được. Ờ, ok. Đi không được, đi bộ không được. Đi cũng không được, đứng lên quỳ cuốn. Mà bị lâu chưa? Đã bị được 5 tuần rồi. 5 tuần. Là cái này đó, khi mà bệnh nhân mình nói như vậy đó, thì mình rất là worry, mình lo đó. Là tại vì có cái level. Thường thường mà có nhiều người nói, bị đau cái lưng này, nó chạy xuống cái chân. Nhưng mà đây thì mình nói rõ ràng là từ cái bụng ha. Mà nó tê cái bụng. Cái bụng đái. Cái bụng từ cái bụng đá dạ, thì cũng là xuống dưới hai chân luôn, thì nó tê luôn đó luôn, là có một cái level đó, thì đi bác sĩ mà bị 5 tuần rồi thì phải xin đi bác sĩ để mà chụp cái hình để coi thử có bị đè cái gì không. Để em hỏi bác sĩ này, em vô bệnh viện em 4 ngày rồi, nó chụp MRI hết rồi hả? Nó chụp rồi không thấy gì hết hả? Nó chụp hết không thấy gì hết, nó thấy cái cục. Cái đá cái kỹ cột kinh sống ta, 4 ống. Con đi làm cái cột kinh sống ở đâu, cái em tính cái quỷ cuối. Dạ, cái này đó, nếu muốn đó thì, tại ngay bây giờ mình hết thì giờ rồi. Nếu muốn bác sĩ Tim Lai sẽ nói chuyện với lại em một tí sau khi mình hết cái phần này. Nhưng mà thì em cứ giữ telephone. Cảm ơn bác sĩ Tim Lai ha. Cảm ơn quý vị. Xin tái ngộ quý vị vào thứ hai tuần sau.